là trận chiến về trí tuệ và tiền bạc. Làm sao thể hiện mình giàu khi xuất hiện trước đối thủ? Đi xe to, sang trọng, có tài xế riêng, chỉ phục vụ mày. Ok, hiểu. Xuất trận đi, Blastoise của ta. Đâu, kẻ khiêu chiến là đứa nào? Mang ra đây. Blastoise của ta đang có một chuỗi găng tìm 20 phút GG bất bại. Bằng lên người em đi Onichan. Rồi ôi, sống nước người ta dùng để chiến đấu, chứ có phải dùng để rửa ghế để ăn Tết đâu. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Mục đồn. Là tại Uchiha, ăn nói sợ lơ. Rồi ôi, cái ghế này do Hokage đệ nhất làm ra, chứ Uchiha có làm gì đâu mà đổ hết tội cho dòng họ người ta vậy. Bé Hải ơi, anh đến đón em nè. Anh chờ em xin phép bố nha. Ok. Anh ơi, em dắt thêm đứa em đi chống nhé. Ừ em. Rồi ôi, chú ba mà giữ con gái kỳ như thế này thì biết bao giờ bé Hai mới có người yêu được đây. Ba thấy sao rồi ạ? Được chăm sóc chú đáo nên ba đỡ nhiều rồi. Ba yên tâm, ba sẽ mau khỏe để về ăn Tết. Thằng Đô đưa ba về giường nào. Mê cô y tá rồi hả? Con gái thật được quan tâm, mai cứ đối tốt với nó như ba là được. Em ạ, để anh đưa em về giường nhé. Rồi ôi, thằng Đô ngu thật hay là ngu giả đây. Ba bảo đối xử tốt như đối với ba, chứ có phải là đưa cô y tá về giường như đưa bà về đâu. Thằng Đô đưa bà về giường nào. Lên thắp hương đi con. Sao mình lại cổng cụ điện thoại hả bố? Ngày xưa cụ là game thủ lão làng. Chiếc máy cụ dùng vô địch thế giới là Rockfone 6, mua ở xe phone S đấy. Thu lộc xong, xin cụ lấy máy xuống mà chơi. Yeah. Rồi ôi, hương đã tan hết đâu. Cụ đang làm giờ ván liên quân mà lấy xuống thì cụ bị AFK, rồi cả team lao vào chửi cụ thì sao. Năm rồi thưởng Tết được nhiều không cháu? Thế đã có người yêu chưa? Biểu Tết bố mẹ bao nhiêu? Nó đĩa hay thiểu năng vậy? Không trả lời, nhìn mặt là nghi nghi rồi. Xeo phone ad xeo không, tăng cặp tai nghe JBL. Không phải là để mày đeo xuyên Tết vậy đâu con. Rồi ôi, không phải là con ad bị điếc, mà là do nó đeo tai nghe nên chả nghe được người ta hỏi gì.